Lan là đội tôi á, thì trận này là cũng là trận đầu tiên ra quân của các cầu thủ. Các cầu thủ tôi là toàn là các cầu thủ trẻ mới được lên tuyển lần đầu tiên. Nhưng với các lối chơi của các cầu thủ thì tôi tin chắc giải lần này chúng tôi đặt mục tiêu là phải giành được chức cúp vô địch của mùa giải Super League 2023 lần này. Bên tôi thì có Đặng Bảo Minh, đó là một cầu thủ đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh, mới triệu tập về. Ra là Hoàng Đăng Khoa, thì hai cầu thủ này là nổi bật nhất ở trong đội hình của tôi. Đặc biệt là hai cầu thủ này chơi ở vị trí là hậu vệ. Thì nhìn chung thì đội hình của tôi thì nói chung cũng rất là đồng đều, nhưng mà trong đó có cầu thủ là Đinh Khải Nguyên, một trong những ngòi nổ của đội chúng tôi. Và theo về nghiên cứu trước mắt của đội chúng tôi về đối thủ U1 Nick United thì nhìn chung thì đội hình cũng ngang đều nhau về có những cầu thủ nổi trội như là Nguyễn Lưu Hải Đăng, một những tiền đạo sắc bén, nhưng mà không vì thế thì chúng tôi cũng có đưa ra những đấu pháp phù hợp nhất để cho cầu thủ này không thể nổ súng ở trận đấu sắp tới. Đặc biệt là bên đội lập phương thì tôi biết được cầu thủ là Đinh Khải Nguyên, và cầu thủ này cũng khá là nổi bật nhất trong đội hình đó. Không phải vì đáng sợ nhất thì cầu bóng đá chỉ có tiền đạo thôi, đã biết có người có khả năng ghi bàn, còn về hậu vệ thì chỉ bọc lót cho nhau thôi và phân phối thôi, chứ còn khả năng ghi bàn rất là thấp. Nên tôi đáng sợ nhất là cầu thủ Nguyễn Lương Hải Đăng. Đối với chiến thuật thì mỗi huấn luyện viên nó có một chiến thuật khác nhau, nhưng mà chiến thuật thì không thể nào tiết lộ trong buổi họp báo lần này. Nhưng khi bước ra sân thì chiến thuật của tôi nó sẽ khác với, ví dụ giờ tôi nói chiến thuật tôi 3-2 đi, thì khi ra sân nó sẽ thay đổi nó thường xuyên. Nhưng mà tôi biết tâm trận ra quân đầu tiên không cho đối thủ ngước mặt lên, hiện tại thì không có tỷ số được, nhưng mà tôi dám chắc là đối thủ không có khả năng tấn công từ đầu trận tới cuối trận. Thì quyết tâm của tôi là phải ăn như thế nào mà đợi đối thủ phải xách ba lô về nước sớm trong một bàn. Thì chúng tôi sẽ đặt mục tiêu cao nhất, đó là 3 điểm về đội của chúng tôi. Theo dự đoán thì tầm 1-0 về đội của chúng tôi thôi.